Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tử Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay tôi muốn gửi đến cho quý khán giả một cái câu chuyện hết sức là đau lòng về ông Lực Gia. Ngoài các bạn Lực Gia ra, ông này có thêm một cái nghề phụ nữa là chửi thê khóc mướn. Mà đặc biệt là ông này ông chửi cũng rất là dai, mà ông cũng khóc rất là dai luôn, khóc mà dỗ không nín, khóc bằng một cái khoảng thời gian khá là dài. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam trong suốt hơn 18 tháng qua, bây giờ đã ra tòa kết án luôn rồi. Nhưng mà ông vẫn đem tên tuổi và hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng ra để xúc phạm, nhục mạ mỗi ngày, và cái hành động này vẫn chưa có dừng lại. Vừa gọi là Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ đó bị khởi tố, bây giờ bị truy tố rồi. Đó là cái tấm gương trước mắt mà lẽ ra ông này ông cũng phải nhìn vào trong đó. Vì những cái luận điệu mà ông Trần Văn Sĩ ông nói đó, cái đường đi nước bước của ông Sĩ đó, là bây giờ ông Trần Đình Thu ông đã dẫm vào ngay tại cái dấu chân đó để xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Cho rằng bà Hằng trong băng nhóm đăng đảng của Nam Cam, đàn em Nam Cam, rồi băng nhóm tội ác này đồ này kia đủ thứ chứ, đâu có cần nghĩ ngày nào đâu. Và xúc phạm vào ông Dũng, xúc phạm vào công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hổ, cái hành động đó không khác gì là ông Trần Văn Sĩ hết. Mà bà Hằng yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cái số tiền là từ 3 cho đến 500 tỷ đồng nữa. Bây giờ đó là một cái hồi chuông cảnh báo. Rất nhiều các kênh YouTube bây giờ họ nghe cái thông tin đó họ sợ, họ đâu có dám nói về bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Chẳng những là họ xóa kênh luôn. Nhưng mà ông Trần Đình Thu này thì ông không sợ nha, ông vẫn tiếp tục cái hành động đó. Và ngày hôm qua thì ông có một cái live stream, ông đặt cái tiêu đề á, báo chí hèn nha, báo chí hèn súm chửi Ngọc Trinh, im ghe vụ bà Hằng. Bây giờ tôi hỏi quý khán giả, gần 3 năm qua hàng trăm hàng ngàn cái bài báo, thậm chí là hàng chục ngàn bài báo nói về bà Nguyễn Phương Hằng, và đặc biệt là khi bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, đăng liên tục mỗi ngày, có khi vài trăm cái bài báo, có khi cả ngàn cái bài báo, một trang một ngày đưa 4-5 cái thông tin về vụ việc của bà Hằng. Vậy bây giờ báo chí nói gì nữa, ra tòa kết án luôn rồi còn gì nữa mà phải nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Có cái miệng ông dai, ông ngồi ông dai như đĩa đói, mà là đàn ông công nhận dai như nhai đùi dẻ, nhai hoài mà không chịu nhả ra. Bản thân có cái bằng lực gia rồi thì đi cái tư vấn pháp lực rồi này kia, nghiên cứu pháp lực đi, đi đem tên tuổi hình ảnh phụ nữ ra trà đạp xúc phạm mỗi ngày như vậy, lẽ ra ông cũng mới biết bắt cỡ chứ. Còn về cái việc Ngọc Trinh đó bị khởi tố và bắt tạm giam đó, ông này ông binh vực bằng một cách là thái quá, ông chửi luôn cả báo chí, ông nói là báo chí hèn súm chửi Ngọc Trinh, im ghe vụ bà Hằng, rồi xong xóa cái video bỏ ha. Bây giờ vẫn tiếp tục lên thêm một cái bài nữa. Thì buổi chiều ngày hôm qua có một cái trang báo Vietnam.net đưa thông tin có cái tiêu đề là xem xét đưa Ngọc Trinh vào danh sách đen. Chia sẻ với Vietnam.net, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết sẽ xin ý kiến cấp trên để xem xét có đưa Ngọc Trinh vào danh sách đen hay không. Đó, thì chúng ta thấy cái bài báo này đưa lên là nó hoàn toàn nó chính xác nha. Vì cái danh sách đen, lằn ranh đen, ranh đỏ bây giờ đã được cơ quan chức năng người ta phân ra rõ ràng rồi. Ai có những cái phát ngôn phản cảm hoặc là cái việc làm, cái hành động trái với đạo đức, trái thần phong mỹ tục đó là người ta liệt kê hết vào trong cái danh sách đen này. Kể cả một số nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật luôn cũng đưa vào trong đây. Rồi ông Trần Đình Thu ông lên có một cái đoạn video đặt cái tiêu đề như thế này: Bộ Văn hóa sao nghiêm với Ngọc Trinh thế mà im gu vụ bà Hằng. Ông đặt cái dấu hỏi đó, Bộ Văn hóa sao im sao nghiêm với Ngọc Trinh thế mà im vụ bà Hằng. Đó, thì ông đặt cái tiêu đề vậy ha. Nói chung là cũng đỡ, nhưng mà trong cái đoạn video này á, là một cái câu chuyện đẫm nước mắt. Đây tôi mời quý khán giả cùng nghe cái đoạn video này chút xíu nha. Kính thưa tất cả bà con, thì trong cái video này tôi trở lại câu chuyện của Ngọc Trinh, và tôi cũng cảm thấy khá là bức xúc. Ngọc Trinh thì đồng ý là cũng có cái chuyện đó, nhưng mà cái độ tác hại của nó đâu bằng bà Hằng. Nếu mà làm gì làm rần lên thế đấy, đó là vấn đề. Lẽ ra ông Lực Gia ông khôn về cái vấn đề này chút xíu. Ngọc Trinh là người mẫu, người nổi tiếng, mỗi một cái trang follow thì có hàng triệu lượt follow nha. Cái tài khoản của Ngọc Trinh có hàng triệu lượt follow. Khi đăng cái thông tin lên trên mạng xã hội là chúng ta thấy tạo lên một cái tác động đến dư luận cộng đồng rất là lớn. Còn bà Hằng đâu phải là cái nhân vật như là nghệ sĩ hàng A hàng B, mà bà Hằng đâu có làm truyền thông YouTube gì đâu, đúng không? Mà nói bà Hằng là nó không có đúng. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con mọi sự lành thì cách đây mấy chục phút tôi mới xem cái
là thông tin báo rằng bộ gì đó, bộ văn hóa, bộ văn hóa đang xem xét để đưa là Ngọc Trinh vào diện là cái danh sách đen đó, Netflix. Tôi xả cái video này là gấp đôi rồi đó, mà nói chuyện gặn cả hụt thử vậy. Đó, tôi nói ông rồi, ông làm YouTube ông gán, ông cố gắng ha. Ông kiếm một mớ tiền đi, ông dành dụm ông qua bên Thái Lan á. Ông phẫu thuật đi, ông gắn cái mô tơ á, ông gắn cái mô tơ với cái máy vô sau lưng ông á. Nói chuyện cho nó nhanh nhanh chút, cho chạy nhanh nhanh chút. Lực da gì mà ăn nói chuyện gì đó mà kỳ cục kỳ đời, cái gắn cái hụt thử trời. Rồi sao là nghiên cứu về cái chuyện mà để mà coi như là cấm hoặc là ngăn chặn hạn chế. Những cái những cái trang mạng xã hội của cô ấy xuất hiện ở trên mạng xã hội đấy. Thì tôi thấy công nhận ghê gớm thật đấy. Ghê gớm. Bây giờ nó ngăn chặn những cái trang của là cô ấy xuất hiện ở trên mạng xã hội. Thế thì ngày xưa khi mà bà lên, bà live stream bà là làm từ ngày này sang ngày khác đấy. Rồi những cái tài khoản của bà trên mạng xã hội chắc là có lợi hả ông bộ văn văn hóa, nhưng mà sao không đề xuất cái việc ngăn chặn những cái tài khoản của bà Hằng hả? Ông ngu quá, bà Hằng bà đâu có tài khoản, bà tạo ra để mà nói chuyện trong câu chuyện drama thôi. Còn bà Hằng không có nhu cầu làm truyền thông hay là nghệ sĩ nổi tiếng, bây giờ có đưa giờ đó là đưa cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái việc làm của Ngọc Trinh á, đăng lên trên YouTube hoặc là trên TikTok hay là Facebook đó, là chúng ta thấy là nếu mà để những cái đoạn video đó nó tiếp tục mà nó lan truyền ra nữa thì ảnh hưởng đến cái giới trẻ rất là nhiều. Vì là họ học theo những cái vấn đề mà chạy xe đó, họ biểu diễn này kia thì rất là nguy hiểm nha, mình phải khẳng định là vậy. Mà ông Thu này ông binh giật một cái, nhiều khi tôi thấy nó hơi thái quá với khán giả, thật sự là như vậy. Binh mà không có hiểu biết, không có bất cứ một cái gì chứ, nhờ chưa có đưa vô đó và nhờ chưa có ẵng những cái tài khoản của bà Hằng đó, ông mới có những cái đoạn video mà thời gian qua ông bị chuyện đó, ông nhớ không? Ông có những đoạn video đó ông bị chuyện đó. Còn nếu như mà không có những cái đoạn video đó, ông chả có chuyện gì đâu để ông nói. Toàn bộ ông lên ông mở video bà Hằng lên cho khán giả nghe rồi ông lấy tiền không à. Ông thấy vậy lẽ ra ông nên cảm ơn bà Hằng đó, nó mới đúng. Ông đâu có biết lập luận ông đâu. Ông phân tích chia sẻ kiến thức về pháp luật gì, tôi thấy ông chả biết cái gì chứ. Toàn bộ ông nói chuyện tào lao không à. Cho nên ông phải cảm ơn bà Hằng đó. Nhờ cơ quan chức năng không ẵng tài khoản đó mà ông có tiền đó. Thế ông có nói về vấn đề đó đâu. Đúng không? Hả? Thế ông có đề xuất vụ chỗ bàn đâu. Mà các ông đòi đề xuất là coi như là chỗ là Ngọc Trinh. Tôi thấy cũng buồn cười chứ. Thấy không? Đó. Hả? Chống lại với bộ văn hóa luôn nha. Tội nghiệp quá, thương Thu thiệt. Nếu mà có đám ma đầu này kia mà ông Thu không khóc, chắc ông khóc ngày này đến ngày kia luôn quý khán giả. Ông khóc mà ông nhai hoài luôn, chắc không nín đâu ha. Rồi đó, bà Hằng thì vừa rồi cũng đưa ra xét xử đó. Tại sao các ông không đặt vấn đề bởi vậy là đưa những cái tài khoản của bà Hằng vào cái diện hạn chế mặc dù bà chưa có live stream, nhưng mà rồi đây mai mốt ra ra ngoài bà cũng live stream thì Ngọc Trinh thì bây giờ cũng chưa live stream thì cũng y chang vậy. Bởi vậy phải ẵng mới được, không ẵng sau này bà Hằng mới ra bà live stream, thấy không? Ông sợ, ông Thu cũng sợ đó. Tại vì ông sợ khi bà Hằng mà bà về đó nha, bà biết được cái kênh YouTube mà Trần Đình Thu này đó là tới số với bà nha quý khán giả. Bởi vì ông Thu cũng sợ nha. Ông Thu á, bà Hằng á là cái tên bà Hằng là khắc tinh đó. Quý khán giả thấy cái câu chuyện kéo dài hơn một năm trời mà mình đâu thấy cái mặt ông Thu ló ra đâu, đâu có dám đâu. Từ khi bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam đó là ngay trong cái đêm đó luôn, là ông Thu ông chòi cái đầu ông ra liền, chính thức chòi cái đầu ra lợi tại nhà bà Hằng live stream ha. Rồi xong là về là tới ngày hôm nay luôn, không có ngừng nghỉ. Thấy cái vụ của bà Hằng kiếm tiền ngon quá mà, phải không? Kiếm tiền ngon lắm. Nhưng mà không có đủ đâu, không có đủ hòa thường cho bà Hằng đâu, từ từ đi em. Thế thì sao? Mà bộ văn hóa không tin, không đề xuất cái đó đối với bà mà đề xuất cái đó đối với Ngọc Trinh. Bởi vậy có phải là nhắc bên trọng bên kia lại không? Nhắc bên trọng nhắc bên kia lại không? Đúng rồi. Tôi nói thật với các ông, mình là cơ quan nhà nước, mình làm cái gì thì phải cho nó công bằng, đúng không? Các ông làm dần theo kiểu dầu đổ bình leo là như thế thì đâu có được. Không có thấy ông nào, cán bộ nào ở bộ văn hóa du lịch hết là đề xuất hay là bộ thông tin truyền thông đồ gì đó, tôi mới coi xong nhưng mà chưa nhớ cái bộ nào đề xuất là ngăn chặn những cái tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh. Mà tôi không biết các ông nghĩ thế nào. Đó, rồi cho ông làm thế được, làm thế với Ngọc Trinh được. Thế thì vừa rồi tòa nó xử, tòa người ta xử là như vậy, không nghe các ông lên tiếng đồ gì với chỗ bà Hằng ấy, không nghe lên tiếng luôn. Bởi vậy, Ngọc Trinh đẹp quá đẹp mà, bởi vậy ông Thu cũng bay vô đây, ông binh Ngọc Trinh bằng cách bắt chấp luôn mà. Trời ơi, Ngọc Trinh ngon, nghe Ngọc Trinh là chảy nước biếng rồi phải không? Bởi vậy không có công bằng gì trơn á, bà Hằng không dám nói gì trơn.
Còn Ngọc Trinh thì cứ nói đưa vào danh sách đen, bây giờ ông Thu cũng đâu có đồng tình ha. Anh Thu mà trời ơi biết sẵn rồi, anh Thu là cái dạng thuộc loại là thứ dữ rồi nha, anh hùng cứu mỹ nhân mà. Thôi nhưng mà Ngọc Trinh nó đi rồi nha, còn lại là bà Gò Vấp đó ha, cũng liếm láp rồi này kia đỡ đi, cũng không có bao lâu nữa đâu là cũng đi luôn rồi nha, không có bao lâu đâu, ăn Tết không có kịp đâu. Mà lâu nay cũng chẳng lên tiếng luôn nè, nhưng vừa rồi cái ông bộ thông tin truyền thông là xếp bàn vào giang hồ mạng, rồi xếp bàn vào giang hồ mạng, vậy tại sao các ông không đặt ra cái biện ngăn chặn xếp bà Hằng vào giang hồ mạng? Cái miệng ông bị ra đó, người ta nói giang hồ mạng là người ta nêu lên một số cái tên rồi xong người ta nói là vừa rồi là cơ quan chức năng xử lý việc livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, chứ không phải nói là vừa rồi cơ quan chức năng xử lý giang hồ mạng Nguyễn Phương Hằng. Không phải, cái giang hồ mạng là tự ông bịa ra, biết không? Còn ta nói là xử lý livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, toàn bộ là ông bịa không à. Ông bịa, cái ông là cái nhân vật cực kỳ bịa chuyện luôn. Cái chuyện báo chí người ta đưa thông tin gì á, ông cũng lên ông nói là bà Nguyễn Phương Hằng trong đó. Thấy không? Ta đưa lên ta nói Ngọc Trinh thôi, không có tên tuổi gì bà Hằng, mà cũng lên ông bịa ra, đừng ông nói bà Hằng nữa. Công nhận con người bịa chuyện gì đàn ông gì kỳ cục khi đời. Cái mạng cái tài khoản của bà mà các ông vội vàng là coi như rốt ráo luôn. Bởi vậy đề xuất là ngăn chặn tài khoản của là Ngọc Trinh. Tôi cho rằng cái vấn đề không có xác đáng tí nào. Bởi vậy nói chung các ông làm quá là như thế là không được. Bởi vậy ông Thu là anh hùng cứu mỹ nhân mà gặp mấy ông làm như vậy, cho nên anh Thu anh đâu có chịu, phải không? Anh Thu anh tức dữ lắm, mà vậy anh lên anh gống lên liền ha. Còn cái video nữa, còn cái video kia nữa, báo chí Hàn súng chửi Ngọc Trinh ha, im nghe vụ bà Hằng. Rồi cái video đó đâu anh Thu, xóa hả? Video đó anh xóa phải không? Nhưng mà tôi cũng chụp ảnh thumbnail lại, tôi lưu video không kịp, tôi làm công việc tôi lưu không kịp. Đây sắp tới thì video nào anh đã ra tôi cũng đưa lên chân á ha, tôi lưu lên chân á. Anh không có bao lâu đó đâu, cái đường của anh còn rất ngắn nha. Đào Kim Lăng, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Biến còn trốn đi nước ngoài kìa nha, đừng có nói anh không có tồn tại bao lâu đâu. Cái vụ Thiền Am nữa, rồi cái vụ mà Hồ Duy Hải nữa, anh nhiều vụ lắm. Nếu mà đề xuất thì các ông phải đặt ra một cái tiêu chí à, bây giờ những người như thế này dạng nào trước đó à, điểm gì đó thì đề xuất là ngăn chặn bởi cái mạng xã hội, chứ không thấy Ngọc Kinh làm vậy cái rồi không nhảy vô công đề xuất ngăn chặn. Bởi vậy mấy ông này làm gì là không có được, phải đưa bà Hằng vô mới được chứ, tự nhiên đưa Ngọc Trinh không đưa bà Hằng. Bởi vậy cứ là anh Thu anh không có chịu những vấn đề này, là anh Thu anh phản đối liền. Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân mà mấy ông không nhớ gì trên. Chờ tôi xíu để tôi coi thử là mạng nào nha. Là chờ tôi xíu là bộ văn hóa thể thao du lịch mà con bộ văn hóa thể thao là du lịch cái ông này, cái ông bộ này lâu nay thì rú bà rù đối tượng nào có bằng. Bây giờ Ngọc Trinh mới có 2-3 ngày thôi à, thì bắt đầu nhảy ra làm theo cái kiểu rồi. Được các ông đề xuất Ngọc Trinh là ok. Ông tào lao quá. Lúc vụ bà Hằng á là cái vụ mà danh sách đen là người ta chưa có lập ra, ông hiểu không? Còn cái vụ Ngọc Trinh là cái vụ danh sách đen là người ta mới có kiến nghị thôi, và người ta mới đưa vào áp dụng thôi. Ông tào lao quá, tầm bậy tầm bạ quá. Ông Thu ơi, nói chuyện gì không hiểu biết gì luật pháp, kiến thức gì trơn ông nội ơi, nói chuyện tào lao không. Rồi mai mốt đây bị bắt đây, rồi vợ con ở nhà nó buồn, này anh em rồi này kia nó không nhìn ngó nữa, khổ. Vậy thì bà Hằng các ông có đề xuất hay không? Đó. Đó. Có không? Hay là các ông chẳng nói gì cả. Cho nên ở đây là tôi nói thật, làm sao cho dân người ta phục. Chứ các ông đừng làm cái kiểu đó. Đó, thấy ghê chưa? Bên này trọng bên khác khinh, không được. Ghê không chưa? Thấy được. Đó. Bây giờ nói về tác hại, về tai hại. Ai tai hại hơn? Ai tai hại hơn? Cô Ngọc Tên này thì chỗ làm cái chỗ đua xe đó, phải không? Làm cái chỗ đua xe đó thì tôi nói thật sự ra cũng không mấy người, cũng không nhiều cái trẻ bắt trước Ngọc Trinh so với bà Hằng ai bắt trước bà Hằng ai bắt trước bà Hằng đâu, có ai làm được như cái việc như bà Hằng không có ai làm việc được như bà Hằng không ông nói ra ông phải có sự so sánh. Ông ngu quá, ông ngu gì vừa thôi, không lẽ tôi sống tôi dạy ông hoài, mai mốt tôi chết ai dạy ông đây? Ông nói mà ông không hiểu gì cho ông đưa ra cái lập luận tào lao tầm bậy tầm bạ không. Đấy, cho nên tôi cho rằng là bạn có hại, phải nói là hại. Hại lúc nha, lần là Ngọc Trinh. Hại lắm. Thì vì sao? Mấy ông không có đề xuất mà mấy ông nhảy bổ lên. Đề xuất Ngọc Trinh lên vậy. Tôi cũng chịu thua lắm. Tôi cũng chả hiểu là vì sao mà nó xảy ra cái chuyện mà là như thế này. Xảy ra cái chuyện hay là coi như là thấy rồi. Là người yếu thế rồi là bắt đầu là cứ nhảy vô. Là dập cho đến tận bùn luôn. Đó.
còn cái người mà người mà coi như là có quyền lực quyền thế hay là cái này cái khác thì mấy ông có một cái chính sách gọi là du di. Đó, thấy chưa, nói bà Hằng có quyền lực đó là nhà nước người ta du di, thấy chưa, xuyên tạc rõ ràng chưa. Bà Hằng bị kết án 3 năm tù rồi mà bây giờ ông nói nhà nước du di, ông nói chuyện tầm bậy bạ không à, ông lên ông xuyên tạc chống phá nhà nước, ông kích động người dân không à, làm cho người ta mất niềm tin vào cơ quan chức năng lực pháp không à. Tôi cũng rất mong báo chí là xem được cái kênh YouTube của ông lực gia Trần Đình Thu này nha, để chúng ta có những cái bài lên phản ánh, không để ông này đưa ra những cái lập luận hết sức là bậy bạ nha, làm một số người dân người ta mất niềm tin vào cơ quan chức năng lực pháp nha. Không thể nào mà để cho ông nói chuyện ăn nói chuyện như vậy mỗi ngày được, càng ngày càng lộng hành, nói chuyện không từ bất cứ một ngôn từ nào hết, xúc phạm không từ bất cứ một cơ quan ban ngành nào trên mà vẫn tồn tại ở đây trong suốt khoảng thời gian khá là dài như vậy, thì người dân ta rất là bức xúc nha. Tôi cũng mong là ông này sớm đi xa cho rồi, quá trời xàm biết không còn cái ngôn từ gì để nói. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Ông mai mốt đi khóc mướn đi, ông đi theo ông đi theo mấy cái xe mà đậu tì á, đi liệm rồi này kia đám ma đó, ông đi theo khóc mướn đi, ông kiếm tiền ăn đi, không có nghề phụ rồi đó, khóc dai thấy sợ, nhai như là nhai dễ gách đi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả, bye bye.